Xin kính chào quý vị, tôi là Tony Nguyễn, người phụ trách chương trình Việt Nam Channel. Thưa quý vị, nói về sức khỏe thì chúng ta luôn luôn phải lo lắng sức khỏe. Khi mình càng lớn tuổi đó thì mình càng phải lo lắng nhiều hơn. Thì nói về một chương trình mà chúng tôi đã được đề cập rất nhiều lần, đó là vấn đề thuốc lá. Thuốc lá nói chung đó, thì người Việt Nam mình, nhất là giới thanh niên, thì ai lớn lên cũng đều đã một lần hút thuốc lá. Và hôm nay thì trong chương trình Việt Nam Channel, chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu đến hai anh chị. Anh thì đã hút thuốc lá trong một thời gian rất là dài, và hôm nay anh đã bỏ thuốc. Thì cái lý do mà anh bỏ thuốc đó là như thế nào, và anh bỏ được lần này có chắc chắn là anh sẽ bỏ luôn được hay không? Thì một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt Nam Channel hôm nay, và cảm ơn anh Hoa Du và chị Nga Lâm. Dạ vâng, chào hai anh chị đã cho chúng tôi cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Dạ chào anh. Thì như chúng ta đã biết đó, thì thuốc lá không còn xa lạ gì, nó gây rất nhiều chứng bệnh, bệnh về tim, bệnh về phổi và gan. Thì chúng ta hút một thời gian dài như vậy, ngoài vấn đề bệnh hoạn ra thì chúng ta còn một ba thuốc lá, bây giờ nó lên đến 5-7 đô la một hộp thuốc lá. Một ba thuốc lá mà người trung bình phải nói là một ngày, phải nói là một bao thuốc lá là tốn kém 7 đồng một ngày, mà đôi khi như một tuần lễ, một tháng lên bao nhiêu tiền. Và đôi khi họ hút đút thuốc lá cho người họ không cảm thấy là nó có hại thế nào. Và hôm nay thì có một nhân chứng, đó là anh Hoa Du. Thì anh đã bỏ hút thuốc, cũng tôi sẽ hỏi thêm anh vấn đề đó. Thì bây giờ anh có thể cho biết anh chị qua Mỹ bao lâu rồi? Vợ chồng chúng tôi qua Mỹ được coi như là qua hồi 4 năm rồi. 2007. 2007 thế giờ. Dạ vâng. Thế thì anh chị qua đây nghĩa là anh chị lập gia đình bao lâu rồi? Dạ, tôi lập gia đình hồi năm 2002. Dạ, vâng. Dạ. Vậy cũng khoảng 9 năm rồi. Dạ, cũng được. Dạ, vâng. Dạ vâng. Thế thì anh hiện nay anh có bao nhiêu cháu? Dạ, có 2 cháu. Dạ vâng. Một trai, một gái. Dạ vâng. Cái cuộc sống của anh ở bên Mỹ anh thấy như thế nào? Cảm thấy ổn định chưa? Dạ, cũng tương đối ổn định thôi. Thế hả? Dạ. Ok. Như vậy là hình có mình anh đi làm thôi. Dạ, hiện tại bây giờ thì tôi trụ cột. Dạ vâng, trụ cột. Ok. Dạ vâng, thì cái câu hỏi muốn đặt với anh như thế này, tại vì hôm nay chương trình nói về vấn đề thuốc lá. Dạ. Thì anh đã hút thuốc từ bao lâu rồi? Dạ, tôi hút thuốc từ lúc mà tôi 10 mấy tuổi rồi. Uh-huh. Nói chung là cũng được cũng hơn đó là tuổi trên 20 năm rồi. Tuổi vị thành niên đó phải không ạ? Dạ. Đó là tuổi nó cái tuổi mắc 13, 14, 15 là cái tuổi đó mình muốn khám phá một cái gì lạ. Dạ. Và anh thấy người Việt Nam mình nhất là mình là con trai. Dạ. Đó, khi lớn lên đó thì mình nhìn người ta hút điếu, mình nhìn thấy những cái tấm poster, những cái người anh cả của mình cầm điếu thuốc, mình thấy nó một cái gì nó rất là nam tính. Yeah. Mà nhất là mình lớn lên mình cũng bắt chước theo cái đó, mình không hiểu là điếu thuốc nó có lợi hay có hại thế nào. Yeah. Dạ vâng. Thì anh bắt đầu hút thuốc vào khoảng 14, 15 tuổi. Yeah. Dạ vâng. Thì anh hút trong thời gian rất là dài, như vậy là khoảng 20 mấy năm. Yeah. Thì cái giai đoạn nào anh hút thuốc là nhiều nhất? Tôi không nhớ rõ là tôi hút thuốc giai đoạn nào nhiều nhất, nhưng mà tôi chỉ biết là có lần tôi hút thuốc á, coi như là một ngày tôi hút tới 20 điếu, có nghĩa là một gói. Dạ. Đó thì tôi đã từng hút như vậy. Như vậy là cái cảm giác đầu tiên mà khi anh cầm điếu thuốc lên hút trong thời gian đầu đó, có phải là một cái cảm giác là anh bắt chước, từ từ bắt đầu nó mới ngấm vào, nó bắt đầu anh mới cảm thấy nghiền phải không? Thì quả thật là tôi thấy khi mà lần đầu tiên tôi cầm cái thuốc, chẳng qua là tôi thấy chúng bạn có gì tôi làm theo vậy thôi. Tôi chẳng biết cái mùi vị nó ra làm sao. Thì cứ phì phà khói thuốc vậy, coi như là ta là đàn anh hay sao đó. Đó thì tôi cứ bắt chước như vậy dần dần rồi. Tôi bị cái điếu thuốc nó điều khiển tôi. Đó, khi mà tôi không có sử dụng thuốc lá thì lúc đó tôi cảm thấy mông lung, cái gì đó thiếu thiếu, cái gì đó trống vắng, cái gì đó mà tôi không biết. Người ta gọi đó là ghiền mà tôi không biết, đó là đã đến giai đoạn ghiền mà tôi không biết. Dạ, vâng. Thế thì anh đã bỏ thuốc cái kỳ này, anh bỏ được bao lâu rồi? Dạ, tôi bỏ lần này thì đây là lần thứ ba. Thứ ba. Dạ. Là bao lâu rồi anh? Dạ, đây cũng gần cũng được 1 năm rồi. Được 1 năm rồi. Dạ, dạ vâng. Thì
Bây giờ trở lại với chị, dạ vâng, mà chị Nga Lâm thì chị cho biết là trong cảm nghĩ của chị trong thời gian mà anh hút thuốc thì cái cảm nghĩ chị thế nào? Tại vì chị lấy anh cũng 10 năm, 9 năm mấy, thì thế nào trong thời gian đầu thì anh hút thuốc, thì hàng ngày thì cái cảm nghĩ của chị thế nào? Dạ, thật ra khi mà ông hút thuốc tôi rất là bực mình, khói thuốc đó nó bay khắp nhà rất là hôi, tôi rất là bực mình, tôi rất là mừng khi ảnh bỏ thuốc. Ok, thì cái khói thuốc nó không phải là riêng một mình anh, nghĩa là phải phải Cả hít vào mà con cái nữa đúng. đã đều nghe mùi hết. Dạ vâng, đôi khi phải nói là cái thời gian trước đôi khi vấn đề sức khỏe mình không có đề cập đến nhiều, nhất là về khói thuốc, tại vì cái tập đoàn phải nói là có tập đoàn về bán buôn bán thuốc lá họ quá mạnh đi, có rất nhiều tiền đi, họ có thể phải nói đi vào cộng đồng của những người dân ăn của nó, nói chung người Á Châu, tại vì tương đối vấn đề sức khỏe mình chưa được biết nhiều, cho nên theo thống kê của người Hoa Kỳ từ từ họ bắt đầu họ thấy được cái hại và cái lợi của nó, họ bắt đầu họ bỏ. Còn nói chung là những người Á Châu thì tại sao tập đoàn mà nói là về buôn bán thuốc lá nó đi sâu vào với cộng đồng của người Á Châu mình nhiều, nhất là các nước và nó đang chậm phát triển, thì mình Việt Nam là một. Dạ vâng, thế thì khi anh nói anh hút thuốc cũng trên 20 năm rồi, thì anh vừa mới kể câu chuyện là lúc đầu anh uống hút thuốc là chỉ theo một cái thói quen thôi, nhưng mà bây giờ thì anh cảm thấy là bắt đầu thời gian sau anh cảm thấy ghiền, đó là anh bỏ được thuốc, anh thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Thì bây giờ trở lại cái anh nói anh đã bỏ lì này lần lần thứ ba rồi, thì anh kể cho Tony và quý vị khán giả cái lần đầu anh bỏ thuốc như thế nào và nó phản ứng như thế nào, nó có hành anh hay không? Dạ, lần đầu tôi bỏ thuốc á, thì là tôi có nhờ sự can thiệp của mấy cái loại viên kẹo ngậm á, kẹo Dạ cai vâng. nghiện đó. Thì cái vấn đề mà ngậm kẹo cai nghiện á, thì nó không giúp cho tôi, nó không giúp gì được cho tôi. Ngậm và sau khi mà ngưng cái kẹo đó thì tôi lại hút điếu thuốc trở lại. Tôi thấy coi như không đạt kết quả. Rồi cái lần thứ hai thì tôi cũng đi nói chuyện với bác sĩ. Tôi đến tôi gặp bác sĩ, tôi nói chuyện bác sĩ là tôi nói tôi có ý định bỏ thuốc. Bây giờ bác sĩ có cách nào giúp tôi cai nghiện thuốc lá không? Đó. Thì tôi thấy bác sĩ ghi toa cho tôi dùng cái loại thuốc Kẹo dán. thuốc giá Đó. Thì tôi sử dụng thuốc dán. giống như một cái pad mà gắn Và lên cặp và gắn trên lên trên vai trên anh. da, Dạ gắn vâng, trên ok. da. Đó thì tôi sử dụng thuốc dán thì cái đó nó có phản ứng trên da của tôi, nó làm cho tôi Nó đau. phản ứng phụ. Dạ. Dạ vâng. Nó làm cho tôi đau. Thì tôi cũng đến tôi nói bác sĩ chắc có lẽ là cái liều thuốc đó quá là mạnh đối với tôi, do đó mà tôi không tương thích với loại thuốc đó. Khi tôi không sử dụng thuốc dán đó nữa. Và lần sau cùng thì là tôi có đi đến bệnh viện ở chỗ Chinatown đó, Dạ vâng. thì có cái bệnh viện Tàu đó thì có châm cứu. Và cái lần đó là cũng cũng nhờ cái cô bác sĩ đó, cổ nói vấn đề độc hại của thuốc lá này nọ rồi thì tôi cũng biết sơ sơ qua đó, rồi có châm cứu này nọ rồi mà tôi cũng thấy chưa có kết quả lắm. Và cuối cùng thì tôi yêu cầu bác sĩ cho tôi sử dụng si gôm, kẹo kẹo gôm. Kẹo Thì gôm. tôi sử dụng gôm thì tôi cũng cảm thấy cũng không xong. Dạ vâng. Dạ vâng, thì một lát nữa thì khi chúng ta trở lại sau phần quảng cáo thì anh Hòa Du có thể cho chúng tôi được biết là lý do lần này tại sao anh bỏ thuốc, mà lần này anh nghĩ là chắc chắn lần này là anh bỏ luôn và sẽ giã từ luôn cái điếu thuốc lá, và tại sao anh đã bỏ được lần này. Quý vị theo dõi, quý vị đừng rời máy, chào quý vị.